xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng đến với kênh YouTube của em trong ngày hôm nay, Lang Thang Nha Trang. Hôm nay em xin phép đưa quý vị trở lại một cái cung đường đầy hoài niệm, đó là đường Bá Đa Lộc năm xưa thưa quý vị. Và nơi em đang đứng ở đây là một góc ngã ba giữa đường Bá Đa Lộc, bây giờ là đường Lý Tự Trọng, và đây là đường Duy Tân. Quý vị có thể thấy một cái tòa nhà ở đây năm xưa, đó là tòa giám mục thưa quý vị, tòa giám mục. Rồi ngay góc bên này phía đường Duy Tân, ngay góc này luôn, ngày xưa ở đây có một cái ngôi nhà ở đây. Ngôi nhà thì đó là nơi mà bán đồ mỹ nghệ. Em không rõ là từ trước năm 75 là đã có cái căn nhà như thế này chưa, và đã bán đồ mỹ nghệ hay chưa, hay là sau năm 75. Nếu quý vị có thêm thông tin gì thì cho em thêm những cái bình luận ở bên dưới em xin cảm ơn. Hôm nay thì thời tiết Nha Trang rất là đẹp thưa quý vị, trời nắng và trời xanh mây trắng rất là đẹp. Biển thì hơi động một tí, sóng biển cũng khá là lớn, cũng ít người tắm biển trong ngày hôm nay. Ở Nha Trang thì đường biển mọi người vẫn thấy được cái hàng dừa xanh. Năm xưa thì chỗ này là một cái khu đất trống. Rồi sau năm 75 thì ở đây là có một cái quán cà phê gọi là cà phê chòi, rất là thú vị thưa quý vị. Và bây giờ thì em xin phép dạo bước trên cung đường Bá Đa Lộc này. Và em xin phép nói những cái tên cũ thưa quý vị, tại vì tên mới thì có thể là người Nha Trang biết rồi, nhưng mà những người bà con xa quê họ cũng không có định hình được. Năm xưa đường Bá Đa Lộc này vẫn có một cái hàng cây xanh, những hàng cây cổ thụ. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ thì cây cổ thụ hầu như đã không còn, tại vì giải phóng mặt bằng làm đường để mà đường rộng hơn, thoáng hơn. Và hiện tại cũng đã trồng lại những cái cây xanh khác. Ở đây thì có một chú chạy xe thồ, chắc có thể là chú được rành được những cái thông tin ở chỗ này năm xưa. Dạ con chào chú ạ. Chú ơi, bữa giờ mình chạy xe thồ ổn không chú? Cũng ở đây con. Ở qua hả? Mình là chạy Grab hay là chạy tự do? Kiếm cái mũ đội cho vui thôi. Dạ. Chú ơi cho con hỏi là chú sinh sống ở đây từ xưa đến giờ luôn không? Chú sinh đẻ ở đây. Vui quá. Chú ơi cho con hỏi thăm về cái đường Bá Đa Lộc này năm xưa chú, có thay đổi gì nhiều so với năm nay không chú ha, hiện tại nè? Từ khi giải phóng vô thì thay đổi nhiều. Cho con hỏi là cái khu đất mà ngay cái chỗ góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo với lại đường Bá Đa Lộc á chú ạ, ngày xưa là cái gì chú ha? Ngày xưa là cái đó là trường của Mỹ. Của quân sự Mỹ. Dạ. Còn những quanh cái nhà này là không biết là lúc đó ít khi ra đây lắm. Dạ. Khu quân sự mình đâu có được vô. Dạ dạ. Nên mình không có hiểu. Còn trường học là nữ trung học là ngay trường Lý Tự Trọng á. Đó là trường Võ Tánh á. Võ Tánh á. Dạ. Là kêu nữ trung học á. Nam trung học nha. Nam trung học. Dạ dạ. Nên bây giờ là thay đổi hết nhiều đó. Dạ. Nhà bây giờ là những hồn ô tám rồi là tàn nhà của cán bộ ở không à. Dạ. Chúc con dạ. Nghe ngày xưa ngày như có cái tòa lãnh sự nào nằm ở vòng vòng đây á chú ha. Đúng rồi, nó nằm ở chơi đâu gần đây chứ. Còn hồi đó mình nói thẳng đó, mình cũng không có rành cái gì ở tòa đại sứ. Dạ. Chỉ biết quân sự Mỹ nó đóng thôi. Dạ dạ. Sau này mình mới biết là tòa đại sứ Mỹ rồi, chứ còn hồi xưa là mình cứ nghe Mỹ qua Việt Nam thôi. Dạ dạ rồi, con cảm ơn chú ha. Dạ dạ rồi, dạ chào chú. Chúc chú sức khỏe ạ. Dạ, và đường Lý Tự Trọng năm nay, Bá Đa Lộc ngày xưa, ngay cung đường này thì rất là mát thưa quý vị. Dòng bên đây là hai cái tòa nhà cao ốc, một cái khu trung tâm thương mại, đây là tòa nhà Nha Trang Center. Còn góc bên kia là tòa nhà Gold Coast. Đường này thì quanh năm luôn rợp bóng mát. Dọc hai bên đường thì có bán quán cà phê và chỗ để mấy anh em chạy xe ôm công nghệ và những anh em bên shipper
họ nghỉ ngơi và chờ những cái đơn hàng tiếp theo. Dọc hai bên đường thì rất nhiều những chiếc xe hơi đậu ở đây. Mọi người có thấy có thể là kẻ ô để mà được phép đậu xe. Dạ, trước mắt quý vị đây là một cái trường mầm non Lý Tự Trọng, nằm trên đường Lý Tự Trọng. Thì em không có thêm những cái thông tin trước năm 75 nơi đây là vị trí nào thưa quý vị, nhưng em nhớ là sau năm 75 thì nơi đây là sở giáo dục, sau đó là chuyển về bên khu liên cơ. Và trước mắt quý vị là một góc ngã tư giữa đường Bá Đa Lộc và đường Trần Hưng Đạo thưa quý vị. Góc bên đây ngày xưa thì theo chú xe ôm hồi nãy có nói thì nơi đây là một khu quân sự của Mỹ ngày xưa. Và em cũng không có định hình được khu vực tòa lãnh sự năm xưa là nằm ở khu vực nào. Dạ, đây là Trần Hưng Đạo hướng đi tới đường Giạc Sinh và đường Phan Thanh Giảng. Còn ngay góc này là Trần Hưng Đạo đi về phía đường Nguyễn Tri Phương, phía đường Lê Thánh Tôn. Dạ, và cứ đi dọc theo cái cung đường này quý vị có thể thấy được hai hàng cây xanh ở hai bên đường. Và cung đường Bá Đa Lộc năm xưa là một trong những cái cung đường đẹp nhất, và hiện tại thì cũng là một cái con đường đẹp nhất mang tên Lý Tự Trọng của thành phố Nha Trang thưa quý vị. Dạ, và đến ngay cái khúc này thì em xin phép mời quý vị xem lại một cái hình ảnh năm xưa về cái cung đường này. Hình trắng đen thôi thưa quý vị. Dạ, em xin mời. Thám và đường Bá Đa Lộc, và ngay góc này luôn thưa quý vị, đây là diện tích của ngôi trường Võ Tánh năm xưa. Dạ, em sẽ chậm rãi lại một khu vực nơi đây, đường Hoàng Hoa Thám và đường Bá Đa Lộc. Dạ, góc này thưa quý vị, băng ngang qua ngã tư đường Nguyễn Tri Phương năm xưa, rồi đến đường Lê Thánh Tôn. Còn góc bên này thì đi thẳng xuống, băng qua góc ngã tư đường Giạc Sinh, rồi tới đường Chân Nữ Vương. Thank you.
vị, đây là ngôi trường Phả Tánh năm xưa, một nơi mà cũng rất nhiều những anh, những chú, thậm chí là những bác đã từng học tại ngôi trường này, thưa quý vị. Dạ, và đây là một góc ngã ba giữa đường Bá Đa Lộc và đường Phan Năm. Đường Phan Năm bây giờ mang tên là đường Trần Văn Ơn, thì có thể đi thẳng ra được góc đường Giạc Xin. Đường Phan Năm năm xưa thì bà con của chúng ta hay nói vui rằng đó là đường phàn nàn, thưa quý vị. Đường đất đá sỏi, rồi mưa thì sình lầy, rất là khó đi, cho nên là có tên là phàn nàn. Sinh sống từ khu vực này rất lâu, thưa quý vị. Đây là đường Phan Năm nè. Bây giờ em hỏi thăm mấy cô ở đây có thêm những cái thông tin nào ở đây không? Dạ, con chào mấy cô ạ. À, bữa giờ bán được không cô? Được con. Ở đây mình bán gì cô ha? Bán bánh bèo, bánh hỏi, bánh ướt. Bánh bèo, bánh hỏi, bánh ướt. Như con thấy ở đây là bán từ rất lâu nè, lúc con còn nhỏ đã thấy rồi. Ngày xưa là bán chè đậu đen với bánh mì. Trước 55 cô ha. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi cô hả? Cô 69 rồi. 69. Dạ, tại vì cũng có một số bà con ở bên nước ngoài á, họ cũng đang muốn là những người mà con hỏi á, thì hỏi số tuổi để mà con thử có phải cùng lứa với họ hay không, để mà biết đâu được là ngày xưa đã từng học chung một lớp hoặc là học chung một trường chứ. Dạ, ngày xưa học ở đây thì tất cả đều ăn chè ăn bánh mì ở đây. Thú vị quá cô ha. Dạ, vì ngày xưa là quán của mình có tên gì không ạ? Không, quán kêu là mấy người đặt quán của bà O, là bà già bà mất rồi. Vậy là bà có gốc người Huế hả? Bà gốc người Huế. Dạ, con nghe chữ O là ở Huế. Bà ơi, cho cô ơi, cho con hỏi thăm là đường Phan Năm ngày xưa á, thì bà con ngày xưa nói là đường phàn nàn, có đúng không ạ? Đúng, người ta đổi á, người ta tự đổi á. Dạ, là đất đá sỏi rồi mưa sình lầy khó đi đúng không? Đi qua đây cũng phàn nàn hết. Dạ, giờ chỗ mình là quán chè đậu đen năm xưa á cô ha. Quán chè đậu đen năm xưa. Ngày xưa cô học trường nào cô ơi? Không, ngày xưa cô học lớp đêm thôi, tại ban ngày bận buôn bán nè. Dạ, nhưng ngày xưa cũng có nhiều khóa học cô ha. Dạ, cho con hỏi thăm là cái trường Phả Tánh năm xưa á, là có cái năm nào mà nam nữ cùng học không cô? Có. Có luôn á cô? Một đợt là ban B, đợt là ban C. Dạ. Rồi sau này á, là ban C, là tới cái giờ học học tiếng Pháp á, là qua bên trường nữ học. Dạ. Bên trường Huyền Trân á. Dạ, phía bên là chỗ đường Nguyễn Duy Phương, ôm cô ba lên tôn. Đúng. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô ha, một thông tin rất là giá trị. Dạ, chúc cô sức khỏe. Rồi, cảm ơn sự con. Bình an. Rồi, cảm ơn. Dạ, chúc cả gia đình mình sức khỏe luôn. Rồi. Dạ, con chào cô ạ. Làm bác sự hả? Dạ. Xin giới thiệu với quý vị, đây là khu vực mà một cái quán bán chè đậu đen năm xưa. Thì những chú, những anh, những bác mà năm xưa đã học trường Võ Tánh thì chắc hẳn là rất nhớ cái khu vực này, thưa quý vị. Quán chè đậu đen năm xưa ạ. Quán của bà O. Dạ, bây giờ thì em sẽ tiếp tục di chuyển trên cái cung đường Bá Đa Lộc này. Ngày xưa cũng rất là vui quá quý vị ha. Mình học, mình tan trường ra ăn chè đậu đen. Lúc em còn nhỏ thì cũng có những cái quán bán như thế. Tuy nhiên thì dần thì hiện đại lên thì hầu như là đã không còn những cái đó nữa rồi. Giờ chỉ có trà sữa và những cái món ăn vặt thôi. Cũng rất tiếc là những cái hàng cây xà cừ đã không còn. Tuy nhiên thì cũng đã thay lại được cái hàng cây mới. Tại vì về lâu về dài thì xã hội phát triển thì cũng phải làm đường, mở rộng quy hoạch đô thị.
em sẽ vòng lại một thật là chậm rãi một vòng của ngôi trường Bả Tánh năm xưa thưa quý vị. Ở trong trường vẫn còn những cái cây dương. Dạ, và góc đường bên đây là đường Đinh Tiên Hoàng thưa quý vị. Có một cái cổng sâu của ngôi trường Bả Tánh này. Quý vị ơi, bây giờ em sẽ có một cái thông tin này muốn chia sẻ đến quý vị. Đó là khi mà chúng ta đi cái trên cung đường từ ngã 6 đổ về hướng Bá Đa Lộc này, thì đây là một con đường đẹp nhất Nha Trang từ năm xưa, và hiện tại thì cũng là một con đường đẹp nhất Nha Trang. Nhưng mà từ trước năm 75, khi mà cái cung đường này mang tên là Bá Đa Lộc, dạ, và cái tên đường này là của một vị mục sư từ bên Pháp. Khi ông trở về lại Việt Nam, trở về Nha Trang và ông truyền đạo, thì ông đặt cho tên đường này mang tên của ông luôn, đó là đường Bá Đa Lộc. Thì ông có trồng những hàng cây xà cừ hai bên. Thì nếu mà chúng ta đi từ hướng ngã 6 trở về đây, thì những cây xà cừ nó ôm theo hình mái vòm như thế này, giống như là một cái mái nhà, nguyên một cái tán cây xanh mát rất là đẹp. Và ông có xây một cái ngôi biệt thự của ông ở đây, là ngay cái chỗ khuôn viên của nhà thương này. Thì sau này, sau năm 75 thì như đây trở thành một cái nhà thương. Và mà khi mà mở rộng giường bệnh ra thì mở rộng vị trí diện tích, thì rất tiếc là cái ngôi biệt thự của ông đã bị phá vỡ. Và phá vỡ chỉ trong vòng khoảng 20 năm đổ lại đây thôi thưa quý vị. Đó là sự tích về cung đường Bá Đa Lộc này. Dạ, và đây là một cái khuôn viên của nhà thương Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thưa quý vị. Em nhớ lúc mà em còn nhỏ, thì đến khi trưởng thành thì cái ngôi biệt thự này vẫn còn nằm trong khuôn viên của bệnh viện tỉnh. Dạ, và vị trí tiếp theo, đây là một góc ngã tư giữa đường Bá Đa Lộc và đường Quang Trung. Và ngay góc ngã tư này là một nơi rất là sầm uất thưa quý vị. Những cái cơ quan, những cái tòa nhà cao tầng, rồi những cái hạng mục kinh doanh đều tọa lạc vị trí này. Ở đây xa xa quý vị có thể nhìn thấy được cái nhà thờ đá ngay góc đường ngã 6 ở đây. Nhánh bên trái thưa quý vị, đây là một cái cơ quan của nhà nước để mà làm cái passport. Những ai mà muốn đi nước ngoài thì phải làm cho mình một cái passport thưa quý vị.
Ở đây em thấy có một cái căn nhà cũng rất là đẹp, tọa lạc trên đường Bá Đa Lộc này. Ở đây là thuộc nhà của họ Phan thưa quý vị, từ đường họ Phan. Và ở ngay góc này có một cái ngôi trường mầm non tên là 3 tháng 2 thưa quý vị. Và cũng là ngôi trường này nằm trong một cái khuôn viên đất ngày xưa. Hiện tại là trường Hương Sen và trường mầm non 3 tháng 2. Thì em nhớ mang máng ngày xưa đó là một cái ngôi trường gì đó. Nếu quý vị có thêm thông tin thì hãy bổ túc thêm bằng bình luận bên dưới để bà con có thể hiểu biết thêm về một Nha Trang ngày xưa thưa quý vị. Và ngay tại đây thì đây là khu vực ngã 6 rồi. Góc này là trụ sở của cảnh sát giao thông. Nhà thờ đá thì kiến trúc rất là đẹp thưa quý vị. Đây là ti công an cũ năm xưa và bây giờ vẫn là ti công an. Dạ, và cũng ngay cái góc đường này, ngay cái góc ngã 6 này, em xin phép mời quý vị coi lại một cái hình ảnh năm xưa về cái góc ngã 6 này. Dạ, quý vị ơi, em hiện tại là đang nói chuyện với một chú, nhưng mà chú ngại không lên hình được ha. Rồi bây giờ em sẽ bắt thêm thông tin những ở đây để quý vị có thể nắm bắt được. Dạ con chào chú ạ. Dạ. Chú ơi cho con hỏi cái phần đất bên này ngày xưa là trường gì chú ha? Trường Bà Sơ Thánh Tâm. À trường Bà Sơ Thánh Tâm. Dạ góc kia vẫn là ti công an chú ha. Rồi. Dạ còn góc nào nữa không chú? À, góc kia là ngày xưa là cái ngôi trường Hưng Đạo hay sao hả? Trường Hưng Đạo rồi cái trường bây giờ đổi lại đường trường Phước Tân. Phước Tân. Dạ dạ trường Hưng Đạo ngay đó. Dạ. Đường Phước Hải này năm xưa có cái gì đặc biệt không chú ha? Không có gì. Ngay góc đó cũng không có gì đặc biệt ha, nhưng mà mấy cái tiệm Nam Việt rồi này nọ thì bây giờ vẫn còn. Đây. Nam dạ. Việt vẫn còn. Dạ dạ. Dạ. Còn cái khu đất mà chỗ nhà thiếu nhi năm xưa là cái gì chú ha? Dạ, nhà chưa cũng nhà Bà Sơ luôn. Cũng là nhà Bà Sơ luôn. Dạ dạ. Tức là nhà nuôi mấy bà mẹ bồ côi cái nọ là để em một cô đồ. Đó, khu đó. À khu bên đây. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú ạ. Chúc chú sức khỏe. Dạ. À, góc ngã 6 này em xin một lần nữa em xin nhắc lại những cái tên đường để quý vị có thể nắm bắt được. À, đường Bá Đa Lộc, đường Lê Thánh Tôn, một góc đường Núi Một, đường Phước Hải, đường Gia Long, đường Nhà Thờ và đường Lý Thánh Tôn. Dạ như vậy là một vòng thành phố Nha Trang ở đây em đã ghi hình được đường Bá Đa Lộc năm xưa gửi đến quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với em trên những cung đường. Cảm ơn quý vị đã cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt, trân trọng.